chào mọi người. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết, ngày 6 Tết âm lịch năm Quý Mão 2023, và Kim Chi đang ở viện dưỡng lão nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì có một cái điều rất là đặc biệt là Kim Chi sẽ đón một cái đoàn mạnh thường quân đến đây để mà chia sẻ với các cô chú nghệ sĩ đang ở trong viện dưỡng lão, và 15 cô chú nghệ sĩ đang hoạt động cũng như là đã từng hoạt động và bây giờ đã nghỉ hưu rồi và có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngày hôm nay thì đến đây để mà đón các mạnh thường quân đến đây trao quà, đó là công ty DCI chuyên về mảng giáo dục nhân cách của con người. Thì ngày hôm nay mọi người sẽ đến đây để mà trao những cái phần quà tinh thần vào đầu năm cũng như là chúc Tết các cô các chú nghệ sĩ. Rất là vui, bởi vì thực ra người ta nói rằng cho đi là nhận lại. Điều chúng ta nhận lại không phải là vật chất, mà chúng ta nhận lại những cái tình cảm, những cái sự hạnh phúc, hạnh phúc của người khác cũng như là hạnh phúc của mình. Cho nên ngày hôm nay thì khi đến đây để mà chia sẻ cũng như là chúc Tết các cô chú và đón các mạnh thường quân đến đây để mà chia sẻ với mọi người. Và lát nữa đây thì chia sẻ quay lại toàn bộ cái cảnh chào đón mạnh thường quân cũng như là các cảnh các cô các chú giao lưu văn nghệ như thế nào cho mọi người xem nha. Đây là cuối cùng này ở đâu nhỉ? Sao sao khi mà cả gia đình đi A-Group và Design Việt Nam đã được đến với viện dưỡng lão nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh ở nhân dịp Tết đến xuân về, thì một tràng pháo tay thật lớn để dành cho sự hiện diện của tất cả chúng ta. Rất là may mắn và rất là hạnh phúc khi mà đi A-Group và Design Việt Nam đã có mặt ở đây để có thể thăm hỏi, chia sẻ những niềm vui và gửi một ít quà của nhân dịp niềm tiền đến tất cả các cụ. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, quý vị đã tranh thủ thời gian đến thăm khu dưỡng lão. Tôi xin thay mặt toàn thể các cô bác thành viên trong khu dưỡng lão gửi tới quý vị lời chào mừng và lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
hôm nay đây có cô Chi Chi, phó chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, cũng là trưởng ban ái hữu, cũng là trưởng ban quản lý khu dưỡng lão này. Ở về thành ở trên hội có cô Trinh, cô Trinh là tài vụ của hội sân khấu. Trong thường vụ của ban ái hữu gồm có cô Phượng Loan, Phạm Giả Đức Điền cũng trong ban thường vụ và cũng trong ban quản lý khu dưỡng lão này. Người nghệ sĩ mà cao tuổi nhất của trong khu dưỡng lão là nghệ sĩ Ngọc Tán, năm nay 96 tuổi. Còn bên đó là nghệ sĩ Lam Sơn cũng đi chắc chắn nhiều cái đoàn ngày xa xưa lắm. Khi mà ngoài ra còn cái 15 của cô bác cho đi để mà đến thì lớn lên một xíu. Hồng dạ. Dạ xin giới thiệu nghệ sĩ Trang Kim Hường. Đó chính là chúng ta giáo dục về nhân cách, từ doanh nhân đến nghệ sĩ cũng nhiều lắm ạ. Nghệ sĩ đi học ở bên này cũng nhiều. Thì chị nói là không, tôi không có đi theo đạo Phật. Thế mà người hỏi là bố ông là sư mà sao lại không theo đạo Phật? Thì người phụ nữ nói, chúng ta đã biết nhau qua điện thoại và qua những chương trình trước Tết rồi đúng không? Và Kim Chi được biết là cái hôm đấy đáng lẽ là Kim Chi sẽ tham dự, nhưng mà cuối cùng hết thì lại rất là tiếc là không tham dự được, bởi vì gần Tết thì công việc cũng rất là bận. Và cũng biết là cái phản hồi lại á, thì cái không khí ngày hôm đó cũng rất là tình cảm, rất là nghĩa tình đúng không ạ? Và các anh chị nghệ sĩ đi về thì Chi cũng hỏi thăm là như thế nào, thì mọi người rất là hồ hởi và bảo là cái chương trình rất là ý nghĩa, và mình hy vọng rằng sẽ đồng hành và gắn kết nhau ở các chương trình sau nữa. Lần nữa tôi chỉ thay mặt cho tất cả các cô chú anh chị em nghệ sĩ quan tâm như thế này, đó là điều rất là hạnh phúc và cảm thấy là mình không cô đơn, mình không bị bỏ rơi, và đấy là một cái điều mà rất là ý nghĩa. Năm mới mình sức khỏe, chúc con nhiều may mắn. Đây con chúc nhiều sức khỏe nhé. Tiếp tục đẹp, chẳng đẹp lắm. Con chúc con nhiều sức khỏe, đẹp lắm đúng không? Chúc sức khỏe cô nhá. Dạ. Chúc sức khỏe, cái này phải gọi bằng bà chứ không phải cô nữa đúng không ạ? Mà phải nói là 96 tuổi mà lại còn sân mà còn đẹp, còn khỏe, biết là thế nào nhỉ? Oh, my God.
Khoảnh khắc vừa rồi khi mà được gặp, được giao lưu, được gỡ thì chủ tịch tổng giám đốc của Design Việt Nam là Nguyễn Công Bình cũng như tất cả mọi người cảm thấy rất là xúc động và biết ơn. Và để thể hiện cái sự biết ơn đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần quà nhỏ nữa. Một thông tin rất vui và xin được phép mời chủ tịch Nguyễn Công Bình sẽ quay trở lại ạ. Thay mặt cho Quỹ Đi Xe Việt Nam, tôi sẽ chính thức tài trợ cho Hội Nghệ Sĩ 2 căn nhà tình thương. Mỗi căn 50 triệu và chị Chi sẽ là người chọn những hoàn cảnh các cô chú nào mà phù hợp và sẽ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi sẽ tài trợ trong thời gian ngắn nhất. Rồi, xin chúc mừng. Nhà tình thương thì từ trước đến giờ thực sự bên phía các nghệ sĩ là hầu như là chưa có, thực sự là như vậy, chỉ là cho quà rồi cái sự quan tâm là bằng quà cáp hoặc là tiền kim và hiện vật thôi, chứ còn nói về nhà tình nghĩa thì hiện tại bây giờ cho đến lúc này thì vẫn chưa có, và đây cũng là một cái điều rất là mong mỏi, tại vì có rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại bây giờ là phải ở thuê ở mướn, và thực ra cái nhà thuê mướn thì anh cũng biết rồi, cái cơ sở vật chất nó hoàn toàn cũng có chỉ là trong vòng khoảng mấy mét vuông thôi, 9 mét vuông thôi, có khi 6 mét vuông nữa, cho nên là khi mà nhận được một cái thông tin như thế này thì rất là xúc động. Thực sự là rất là vui khi mình nhận những cái món quà như thế này. Và một lần nữa xin cảm ơn DCI rất là nhiều và cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Và cũng thay mặt cho các cô chú nghệ sĩ chúc cho DCI của mình ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, để có những cái phần lợi nhuận để mà tiếp tục mình làm cho công việc ý nghĩa như thế này. Xin cảm ơn. Rồi, chúc mừng. Rồi làm nhanh nhé, ok. Soi bóng em đi. 1 2 1 2 Cầu ghe lắc léo chân
đất cũng nuông nao chờ đợi bước xuân về. Và rồi bắn tim nào. Oh, ghê ghê tim. Ok, number one. Number one. Mới đỉnh hả? Năm mới nhỉ? Chúc mừng năm mới.